号？你编号几号？他编号0272。你去过台湾了吗？ Em đã đi qua Đài Loan chưa? Chưa. 他还没去过。在台湾你有亲戚朋友吗？ở Đài Loan em có người thân bạn bè gì không? Không. 他没有。你会抽烟喝酒吗？ Em có biết hút thuốc uống rượu không? Không. 他不会抽烟喝酒。你目前在越南做什么工作？hiện tại ở Việt Nam em làm công việc gì? Tiền CNC. 啊，他做车船工。在越南一个月薪水多少钱？ Một tháng lương ở Việt Nam em làm được bao nhiêu? 4 triệu. 啊，大概$200。到台湾工作，如果雇主要你配合加班，你愿意吗？ Làm việc ở Đài Loan nếu chủ yêu cầu em phối hợp tăng ca em có đồng ý không? Có. 他愿意。对今天面试的工作你有什么问题吗？hôm nay phỏng vấn thì em có vấn đề gì thắc mắc không? Không. 他没有什么问题。都清楚了吗？ Em hiểu rõ cả chưa? Rõ. 他都清楚了。今天你回答的问题你要老实确实不能欺骗你知道吗？những gì em trả lời hôm nay em phải thành thật, không được nói dối. Em biết không? Biết. 他确实。那现在给你提沙包请提十次。bây giờ mời em đứng dậy bê bao cát 10 lần. Ghế nhất là 10. Lại chuẩn bị, khai sử. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OK, 谢谢。谢谢。感恩您。